hello xin chào tất cả quý vị các cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh mà cô chú anh chị và các bạn đang nhìn chắc là cũng không khó để mọi người nhận ra đây là khu vực bên ngoài cái nơi mà mà nhà báo luật sư hàn ni đặt văn phòng hình như là cũng là nơi ở của chị ấy nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận sâu hơn về cái câu chuyện liên quan đến vấn đề hàn ni à, thực ra thì những câu chuyện liên quan đến hàn ni có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn cho rằng là sau khi hàn ni bị bắt thì bản thân cái công ty luật và những cái văn phòng luật của chị ấy Vẫn đóng cửa Hoặc là là sẽ không hoạt động Nhưng thực ra thì SMTV uh, Thấy rằng là các văn phòng của luật sư Hà Ni Nhà báo Hà Ni vẫn hoạt động một cách bình thường Đúng không ạ Họ vẫn có những cộng sự, vẫn có những người uh, Hợp tác, làm ăn với nhau Đây là cái cái điều mà tv nói một cách khách quan Nhưng Trong câu chuyện đó thì chúng ta cũng đã thấy Rằng là liên quan đến vấn đề Hà Ni Sau khi bị bắt thì có rất nhiều kênh Youtube uh, Lên thanh minh thanh nga rằng là Không có liên quan gì đến Hà Ni cả và đặc biệt là Đinh Lan cách đây 4 giờ đã đã nói một cách như thế này không biết là là dụng ý của Đinh Lan ra làm sao đúng không ạ Đinh Lan nói rằng là Đinh Lan làm đề tài nông nghiệp đề tài này làm theo gợi ý của một số hội đồng các kỹ sư nông nghiệp đã ấp ủ nên vai trò của Đinh Lan chỉ là người hướng dẫn chương trình thôi nhé việc nghiên cứu và phát triển cây nông nghiệp hay trồng các cây dược liệu kế hoạch đến năm 2050 đã được duyệt cho Tây Nguyên nên Đinh Lan sẽ mở kênh mới còn kênh YouTube Đinh Lan cứ để đó làm kỷ niệm, không gỡ clip à không xóa trang vì để vậy mới khách quan, vì mọi người có thể xem được cái phát ngôn của Đinh Lan, không có nội dung nào khiến mình bị vi phạm pháp luật cả. À đây đây. Đinh Lan nói là như vậy ha, cô chú anh chị và các bạn. Một à, Đinh Thị Lan không kiếm tiền YouTube, mục đích chính chỉ mong xã hội được bình yên nên mới tham gia phản biện trên khuôn khổ của pháp luật đó đinh lan nói như vậy ha điều thứ hai là đinh lan chưa bao giờ biết số điện thoại của đặng thị hàn ni và cũng chưa từng liên lạc với cô ấy nên không dính đồng phạm với hàn ni được điều thứ ba là cơ quan cảnh sát thành phố hồ chí minh chưa từng gặp mặt đinh lan xác minh đơn tố cáo bị can nguyễn phương hằng nên không thể bắt đinh lan vì bà hằng tố cáo được đó, công an thành phố hồ chí minh không thể bắt đinh lan ha tóm lại các bên nên dừng chủ đề Đinh Lan bị bắt đi vì công an họ bắt người công khai lắm chứ không bắt lúc 10 giờ đêm như Hàn Ni hay Đặng Anh Quân đâu. Vì các bị can đó đi làm tối mới về chứ Đinh Lan ở nhà cả ngày đâu cần phải đợi đêm mới bắt phải không. Nhớ nhé Đinh Lan mà bị bắt thì đồng loạt các báo sẽ đưa tin vì Đinh Lan đợi báo đến khi công an đến để rộng đường dư luận xem bắt Đinh Lan về tội gì. Tội làm nhục bà hàng à, không có clip nào thể hiện điều đó. Tội vu khống cho Đại Nam ơ, nợ à, báo đăng tôi dẫn chứng theo báo. Tội phá quỹ hàng hữu à, tôi chưa từng tham gia vào câu chuyện quỹ hàng hữu. Ồ cái này thì chúng ta thấy là Đinh Lan nói như thế này thì cũng đến chịu rồi. À, thực ra thì S8TV à, muốn nói ở đây là Đinh Lan không thể không cho phép mọi người à, nói về câu chuyện của mình được, bởi vì à, chị, xin thưa với thẳng với cả chị Đinh Lan và những người như thế này, các anh các chị đưa câu chuyện lên mạng xã hội thì người ta có quyền bình phẩm và đánh giá, nhưng là dựa trên cái bình phẩm đánh giá thì chúng tôi cũng bình phẩm một cách khách quan, chứ chúng tôi cũng sẽ không đưa ở à, những cái tiêu cực. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là à, Đinh Lan nói rằng đưa theo báo mà báo báo có nói bà hằng à, à, bán đất vàng để mang tiền cho trai không? Báo có nói rằng là quỹ hàng hữu hay là bản thân ông Dũng lò vôi đuổi bà hàng ra khỏi Đại Nam như Đinh Lan đã từng phát ngôn không? Nó có rất nhiều cái ghi âm nó vẫn còn trên mạng xã hội nó trành ngành ra đấy. Nó không biết là Đinh Lan giải thích vấn đề này như thế nào nhưng mà chúng ta khoan hãy nói vấn đề là Đinh Lan có bị bắt hay không. Nó quan trọng ở đây là chúng ta nhìn vào những cái phát ngôn và những gì mà Đinh Lan đăng đó. Công an Thành phố Hồ Chí Minh không thể bắt Đinh Lan vì những lý do này. Ồ vậy thì nếu mà bắt Đinh Lan thì về vấn đề gì như thế nào mới là hợp lý? Điều này thì ở đây không phải là xúc phạm hay là chửi bới Đinh Lan nhé Riêng tôi tôi nói ở đây là tôi cũng không muốn tham gia vào những cái câu chuyện đấu tố để chửi bới xúc phạm Và tôi muốn phân tích dựa trên một cái góc độ về luật Hoặc ít nhất là về những cái mà chúng ta thấy có những cái dẫn chứng cụ thể để chúng ta đánh giá Thứ nhất là Đinh Lan đã nói rồi Đinh Lan nói rất rõ là không không tấn công, không quy chụp hay là không gì đó đúng không ạ à, Vậy thì những cái video nó còn trên mạng xã hội nó thể hiện điều gì Đồng ý là Đinh Lan không kiếm tiền Youtube Mục đích chỉ mong xã hội được bình yên Mới tham gia phản biện trên khuôn khổ pháp luật Đinh, ra, Đinh Lan mà tham gia phản biện trên khuôn khổ của pháp luật Thì thì chắc là lại không có chuyện gì để nói đúng không ạ Nếu mà Đinh Lan tham gia mà phản biện một cách đường hoàng chính chính Thì chắc lẽ chúng ta lại không có gì để nói cả Mà cô chú chị và các bạn Có thể thấy là không biết là Đinh Lan có tham gia những cái đó đúng hay không và Đinh Lan chưa bao giờ biết số điện thoại của Hàn Ni nên không thể dính đồng phạm được. Chúng tôi cũng chưa bao giờ gọi Đinh Lan là đồng phạm của Hàn Ni cả. Có liên quan đến Hàn Ni không là do cơ quan chức năng Đinh Lan nha. đấy là điều đấy. và điều thứ ba là công an Thành phố Hồ Chí Minh chưa từng gặp mặt Đinh Lan để xác minh đơn tố cáo ở bị can Nguyễn Phương Hằng. thực ra thì cái đơn tố cáo không cần phải gặp các chị mà người ta xác minh theo cái đơn tố cáo. chưa chắc người ta đã cần phải gặp các chị. có trường hợp cũng sẽ phải gặp nhưng mà ở đây là tôi nói với Đinh Lan rất là rõ ràng, Đinh Lan cho rằng là vì những lý do này công an thành phố Hồ Chí Minh không thể bắt Đinh Lan thì nghe chừng nó hơi vô lý và quá vô lý. Nếu chúng ta vi phạm thì bất kể ai cá nhân nào cũng sẽ bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam. Thế còn bắt vào 10 giờ đêm hay không thì thực ra thì nó tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh thực thi nhiệm vụ của các đồng chí liên quan đến các cơ quan chức năng nha, Đinh Lan nha. Chứ không tùy thuộc vào Đinh Lan được. Đây là điều mà Tâm TV nói rõ để cô chú anh chị và các bạn hiểu Hiểu để chúng ta biết Chứ chúng ta không phải hiểu ở đây Là chỉ chúng ta quy chụp xúc phạm đến các cơ quan chức năng Điều này là không Nhưng với những gì mà Đinh Lan vừa nói Thì chúng ta đang thấy rằng là ở Đinh Lan đang có những cái gì đó Có lo sợ hay không Thì bản thân Đinh Lan tự biết Đây còn không phải là chỉ nguyên Đinh Lan Mà ở đây câu chuyện liên quan đến nhà báo Hoa Ni Thì cô chú anh chị và các bạn đã thấy rồi đấy Thì họ vẫn hoạt động một cách bình thường không có ai ngăn cấm cả cũng không ai có quyền cấm cản cả bởi vì Hà Ni vi phạm thì cơ quan chức năng sẽ xử lý bản thân luật sư nhà báo Hà Ni chứ cơ quan chức năng cũng không bao giờ quy chụp và đánh đồng đây là điều mà Etam TV thấy rất là rõ ràng và trong những cái giai đoạn sắp tới thì chúng ta cũng nên hiểu và nhìn rõ một chút đó là chúng ta phải thượng tôn pháp luật không quy chụp không xúc phạm đây là cái điều mà bản thân cơ quan chức năng chắc chắn sau này cũng sẽ làm cho nên là hy vọng là cô chú chị và các bạn cũng đã nhìn thấy đó ở Với những cái hành động và việc làm của nhà báo Hoàn Ni Thì bản thân chị ấy sau này chưa biết là Là tòa án và cơ quan cảnh sát điều tra Cũng như là cơ quan điều tra sẽ kết luận như những, những 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 cái tội danh gì Nhưng với những cái điều mà luật sư nhà báo Hoàn Ni đã làm Thì Etan phải nói rằng là Nhìn thôi là chúng ta cũng thấy khá là nguy hiểm Nhưng mà câu chuyện ở đây Ví dụ như Đinh Lan nói là không vu khống Thế nhưng mà tôi thấy rằng là ở những cái video ví dụ như các anh các chị nói rằng là đại nam đại nam họ nợ thế này nợ thế kia, các anh các chị phải nhớ rằng là họ nợ mà họ vẫn vay được ngân hàng, họ vẫn vay tiền để để kinh doanh và và đầu tư vào những cái khoản đầu tư của mình, thì ở đây ai cũng muốn nợ cả và chẳng có doanh nghiệp nào thì không nợ cả đâu, mà vốn dòng của họ lên đứng nhé hàng 7 80 ngàn tỷ theo những cái thông cáo của thông cáo báo chí nhé mà họ vay 4 5 ngàn tỷ thì nó là một chuyện rất là bình thường có gì đâu ạ đúng không ạ mà các anh các chị lên rồi những cái lời của Đinh Lan hay một số người như nhà báo Hanny dẫn dắt dư luận theo một cái chiều hướng tiêu cực làm ảnh hưởng đến cái cái uy tín của họ thì rõ ràng là các cơ quan chỉ, xử lý là một việc điều đương nhiên rồi xử lý ở đây là để cho các doanh nghiệp yên tâm cho dư luận xã hội thấy rõ rằng là cái tính nghiêm minh của pháp luật và cũng thấy là cái tính công khai về những cái việc làm ăn kinh tế của các doanh nghiệp đấy là cái điều mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng thế nhưng mà vẫn có những người cố chấp không hiểu những cái điều đó à, đã không hiểu những điều đó rồi thì các anh các chị sẽ không bao giờ hiểu những gì mà cơ quan chức năng đang làm và muốn làm đó là cái điều mà A Tam TV muốn nói rõ cô chú anh chị và các vậy như vậy và bản thân A Tam TV đến thời điểm hiện nay ở hiện nay những người mà người ta đã bị bắt thì chúng tôi cũng không Ờ, tấn công vào họ Đây là cái điều mà chúng tôi nói rõ Chúng tôi không quy trục, chúng tôi không bịa đặt Chúng tôi chỉ dựa trên những cái điều mà Chúng ta đã theo dõi trong một thời gian dài ờ, Và những gì mà cơ quan chức năng đang nói Thế còn những cái điều mà Đinh Lan nói Trong cái video ngày hôm nay à, Trong cái tab cộng đồng đó, Thì tv nghĩ rằng là ờ, Hy vọng là Đinh Lan sẽ giữ nguyên tất cả Nhưng mà trước kia thì cũng đã có Một kênh mà nói rất nhiều về bà Nguyễn Phương Hằng Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Dũng là Đinh Lan đã xóa rồi còn sau này thì không biết là như thế nào Còn thời điểm hiện tại như Tam TV đã nói ở video trước Cơ quan chức năng sẽ làm rất chặt Liên quan đến những cái vấn đề đấu tố trên mạng xã hội Liên quan đến những cái vấn đề của câu chuyện CEO Nguyễn Phương Hằng Và các bên liên quan Chắc chắn không chúng ta không loại trừ các kênh Youtube Cũng có khả năng bị khởi tố Bắt tạm giam hoặc điều tra hoặc xử phạt liên quan đến những cái vấn đề hoạt động của mình bằng chứng là có chú anh chị và các bạn đã thấy đấy có một số kênh youtube là đã, đã xóa video đã xóa video đã ẩn rồi có những kênh youtube thì lấy lý do là phải làm những câu chuyện pháp lý này làm những câu chuyện pháp lý kia bắt đầu là là gì ạ bắt đầu là tính cái bài chuồn nhưng mà chuồn đi đâu thì chuồn chúng ta đã vi phạm pháp luật hoặc là chúng ta có những cái hành động không đúng thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình còn với cơ quan chức năng thì s e tv tin rằng là cơ quan chức năng luôn mong cô chú anh chị và khán giả sẽ có những cái nhìn công tâm Tham gia uh, trò chuyện hay là bình luận với một cái uh, góc độ uh, văn minh lịch sự uh, Không uh, công kích vào các cơ quan chức năng, nhìn rõ vào những cái vấn đề của câu chuyện Thì cơ quan chức năng cũng sẽ giải quyết thấu đáo, thấu tình, đạt lý tất cả những cái vấn đề của các bên liên quan Đặc biệt là những cái lá đơn của sư Nguyễn Phương Hằng cũng như là doanh nhân Huế Dũng À, chúng ta yêu quý ai thì chúng A Tam TV cũng lưu ý với tất cả cô chú chị và các bạn, chúng ta yêu quý à, chúng ta cũng phải biết chấp nhận và chia sẻ những cái điều được và chưa được của người mà chúng ta yêu quý. đây là điều mà s Tam TV rất hy vọng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hãy mua hàng ủng hộ cho s Tam TV nha cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người sức khỏe bình an. Cảm ơn tất cả. Đây là rượu đông trùng hạ đông trùng hạ thảo rất tốt cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất sang chảnh, có đủ loại mẫu mã và chất lượng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên rằng chất lượng của được ưu tiên lên hàng đầu. Đây là những sản phẩm TV đã có trên thị trường từ rất lâu. Hãy liên hệ với TV theo số 0985818755 0985357605 để được đặt hàng và hãy đặt hàng theo app. Cảm ơn tất cả. Mọi người. Rượu Đông trùng hạ thảo rất tốt cho cô chú chị và các bạn rất tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Hãy liên hệ với TV theo số 0985357605 để được tư vấn và đặt hàng. Hãy đặt hàng trên app. Cảm ơn tất cả mọi người. Hãy đặt.